Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, mà với ngành y tế, các y bác sĩ còn phải đối diện với một khó khăn khác. Đó là thiếu nguồn máu để cứu chữa cho các bệnh nhân. Bởi vậy mà song song với việc đẩy lùi dịch bệnh thì trong suốt thời gian vừa qua, lời kêu gọi hiến máu được phát đi tại nhiều địa phương như là cách để tạo nên nguồn máu quý giá để cứu sống người bệnh. Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương tại thành phố Hà Nội những ngày cuối tháng 6. Gia đình anh Hà Văn Biên vẫn từng ngày chống chọi với căn bệnh thiếu máu bẩm sinh của con. Nếu như giai đoạn trước, anh Biên có thể đưa con đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái để chữa chạy, thì nay, khi nguồn máu cạn kiệt vì những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ròng rã 2 tháng liền, con anh không được truyền máu. Anh Biên đã phải lặn lội hơn 300 km đưa con lên Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Cháu thiếu máu rất nhiều luôn, còn có 35 gram. Bệnh viện tỉnh hết máu, đi 3 tuần điền ngày, mỗi tuần đi 2 ngày. Ngày hôm trước không có thì tưởng ngày hôm sau lại có, các bác sĩ lại bảo xuống tưởng nó mới chuyển đến đây. Đối với con thì chắc là máu rất là quý. Nếu mà không có máu mà không có người hiến máu thì chắc tôi cũng không nhìn thấy con của tôi. Với rất nhiều bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương, máu đồng nghĩa với sự sống. Và với những người cha, người mẹ có con mắc bệnh hiểm nghèo này thì một đơn vị máu cũng là quý giá. Mấy gia đình ấy góp vào với nhau là thuê xe để đưa các cháu xuống thì tuy là cũng rất là tốn kém ấy, nhưng mà gia đình thì cũng phải cố gắng để vay mượn tiền nong để đưa các cháu đi truyền. Mỗi khi mà có máu thì trước tiên là nhìn vào con thì là cũng thấy thương, cháu xanh xao sốt, khó ở, quấy nhiễu thì cũng đối với tôi, gia đình tôi và là cái nguồn máu là rất là quan trọng trong cuộc sống của những người mà đang mắc căn bệnh thalassemia là thiếu máu bẩm sinh. Trước thực tế trên, nhiều chương trình hiến máu nhân đạo đã được ngành y tế phát động. Trong đó, chương trình Hành trình đỏ 2021 vận động hiến máu bước đầu đã được tổ chức tại các địa phương như Lai Châu, Hậu Giang, Quảng Ngãi, Kiên Giang và huyện đảo Cô Tô. Tại mỗi nơi, chương trình thu hút đông đảo các thanh niên và tầng lớp nhân dân tham gia với hàng chục nghìn đơn vị máu được tiếp nhận, mang lại hy vọng cho nhiều cuộc đời. Con thấy không phải riêng việc làm của mẹ mà tất cả mọi người ở đây thì hiến máu cứu người thực chất là một việc làm rất là ý nghĩa rồi. Mà nếu như mà mình tình nguyện nữa thì đấy là theo cái tâm của mình nó càng ý nghĩa hơn nữa. Nếu sau này lớn mà con có cơ hội thì chắc chắn con sẽ tham gia hiến máu. Hành trình đỏ năm 2021 là hành trình đỏ lần thứ 9 chúng ta tổ chức trên toàn quốc. Dự kiến sẽ được tiến hành theo như kế hoạch là ở trên 44 tỉnh và thành phố ở trên cả nước. Và dự kiến cái lượng máu mà chúng ta tiếp nhận được là 100.000 đơn vị máu. Có thể nói rằng là cái hoạt động hành trình đỏ đã cơ bản đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đã đề ra. Tinh thần hiến máu tình nguyện của người dân ở trong nước của chúng ta hiện nay lên rất là cao, đặc biệt là trong cái những cái đợt dịch vừa qua. Hưởng ứng lời hiệu triệu tăng nguồn máu dự trữ bất chấp mọi khó khăn của dịch bệnh, hàng trăm nghìn tấm lòng nhân ái sẵn sàng hiến máu để cùng giữ nhịp đập trái tim người bệnh. Đó không chỉ là nghĩa cử đẹp mà còn là minh chứng rõ nét cho lòng tương thân tương ái của người Việt. Và chắc chắn, hành động hiến máu cứu người sẽ còn lan tỏa hơn nữa để mang lại nhiều cuộc đời cùng những nụ cười hy vọng. Tôi cũng rất là biết ơn và cảm ơn tới những người, những cá nhân đã hiến máu và cho đi những giọt máu hồng để người nhận có thêm cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ hơn ạ. Con đã phải hiến máu từ lúc 9 tháng tuổi. Con rất cảm ơn các cô chú đã hiến máu cho con. Hiến máu thường xuyên thì chúng ta đã góp phần vào giữ nhịp đập trái tim của những cái người bệnh được truyền máu. Và qua đó là giữ nhịp đập trái tim của cả một cộng đồng, của cả một xã hội.
Vâng, và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là chương trình Hành Trình Đỏ 2021 sẽ diễn ra đến hết ngày 8 tháng 8 năm 2021. Hy vọng là các địa phương sẽ tham gia nhiệt tình vào chương trình này để trao thêm được nhiều niềm hy vọng cho bệnh nhân cần máu. Thưa quý vị, tham gia hiến máu cứu người thì không chỉ có đông đảo người dân trong xã hội mà còn có những bóng áo nâu. Giữa ngày hè oi bức tháng 6, những đợt hiến máu tình nguyện liên tục được tổ chức, vận động được số lượng lớn tăng ni Phật tử tham gia, đã thực sự lan tỏa tinh thần nhân ái, cứu một mạng người, phúc đẳng hà sa như Đức Phật đã dạy. Đây là lần thứ 2, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định tổ chức chương trình Giọt hồng từ bi tại chùa Minh Tịnh, thu được 64 đơn vị máu. Với nhiều vị tăng ni Phật tử, được tham gia hiến máu là niềm hoan hỷ và an lạc, bởi tâm niệm cho đi là còn mãi. Từ năm 1997 đến nay, tôi đã hiến được 25 lần. Qua nhiều lần, những trường hợp gặp tai nạn, tôi cũng vào Viện Đa khoa tỉnh để hiến máu, để giúp ích cho, chia sẻ một phần nào đó cho tất cả quý ngài, cũng nhà chùa cũng như tín đồ Phật tử. Đó là việc thiết thực nên phải làm. Chương trình rất kịp thời, cần thiết để bổ sung nguồn máu dự trữ và hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu của Trung ương Giáo hội, đồng thời cũng là sự kiện chào mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Quy Nhơn lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến diễn ra thời gian tới sau khi dịch bệnh được kiểm soát, mang tinh thần thông điệp Phật giáo chung tay vì xã hội cộng đồng. Ở trong các cái bệnh viện hiện giờ đang cần những cái giọt máu mà để cứu giúp cho những người bệnh nhân, để chi, để cho một giọt máu hồng đưa đi, người bệnh nhân được ở lại và sống được khỏe mạnh. Cho nên để thực hiện theo cái phương châm là đạo pháp đồng hành cùng với dân tộc, với các cấp chính quyền cũng như cứu giúp chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Để nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe trước tình hình dịch bệnh COVID-19, các cán bộ y tế, tình nguyện viên đến chùa hiến máu, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt, giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Là những người công tác tổ chức hiến máu thì đánh giá rất là cao cái tinh thần thiện nguyện của bên Hội Phật giáo thành phố Quy Nhơn, đặc biệt là công tác tổ chức. Các thầy ở đây cũng như là các ban tổ chức cũng đã bố trí một cái không gian rất là rộng rãi. Đây cũng giúp cho vấn đề là ta đảm bảo được cái lượng máu cung cấp cho bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong cái dịch Covid hôm nay. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, đầu tháng 6 vừa qua, lượng máu dự trữ đứng trước nguy cơ không đủ cấp cho các bệnh viện. Nguyên nhân chính là do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến việc hiến máu và vận động hiến máu. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo. Trước tình hình đó, tăng ni thành phố Hồ Chí Minh là lực lượng tiên phong. Một số cơ sở tự viện đã nhanh chóng tổ chức chương trình giọt máu hồng như chùa Long Phước, chùa Giác Ngộ, chùa Vạn Đức, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, từ đầu tháng 6 đến nay, chùa Giác Ngộ liên tục tổ chức 3 đợt hiến máu vào mỗi cuối tuần, mỗi đợt kéo dài 2 ngày, vận động hàng nghìn người đăng ký tham gia, tiếp nhận hàng nghìn đơn vị máu. Những bi cũng thấy cái chương trình hiến máu cũng nhân đạo của chùa Giác Ngộ nhiều lần, cũng có nguyện vọng đi hiến máu nhưng chưa đủ duyên, thì hôm nay đủ duyên cho nên mình đến hiến máu. Đến đây thì đã thấy các cái người tình nguyện đã làm cái công việc 5K rất là tốt, từ ở dưới đại sảnh cho lên tới phòng hiến máu này. Hơn bao giờ hết, trong mùa dịch này, chương trình hiến máu nhân đạo của Phật giáo các địa phương lại càng trở nên thiết thực hiện hạnh bố thí nội tài theo lời Đức Phật dạy. Qua đó, góp phần cung cấp lượng máu căn bản đáp ứng nhu cầu về máu, phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.